Em gái ơi. Dạ. Em thả đi. Thả đây lên. Thả mì trôi. Đấy. À. Nhanh lên. Nhanh lên. Ôi, các bạn thấy chưa? Nhanh lên đây. Lâu hết nhỉ? Đâu rồi? Chưa thấy cái gì cả. À đây 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 đây. Wow. Ôi, trời ơi. Đây các bạn ơi. Hậu hậu mì trôi đấy, đâu? Các bạn thấy chưa? Ui. Chấm với nước chấm này. Mì trôi. Mì trôi, mì trôi. Trứng trứng ngon không? Ui hậu ơi. Trứng trứng trứng. Ôi, được miếng trứng rồi các bạn ơi. Ngon chưa? Ngon. Ngon quá. Đâu rồi? Mì đâu? Mì đâu? Mì mì. Mì. Wow. Xúc xích hồ lô anh em ơi. Trứng. Wow. Mì đâu? Wow. Nhiều chưa các bạn ơi? Ngon quá. Ngon các bạn. Ôi cứng. Đấy các bạn ơi, hôm nay các bạn ăn mì trôi này vui không nhờ? Vui đấy. Đấy các bạn ơi, thì các bạn hôm nay các bạn nhá, mình làm cái mì trôi này không gạn nữa nhá. Thì các bạn ơi, hôm nay mình làm cái mì trôi này các bạn ạ, không phải độc những anh em mình thưởng thức đâu các bạn ạ, mà là hôm nay mình sẽ cho mẹ mình trải nghiệm cái món ăn Nhật nổi tiếng này các bạn nhá. Đó là món mì trôi của Nhật Bản các bạn ạ. Mẹ thì mẹ không ăn đâu anh ạ. Mẹ thì đương nhiên là mẹ thấy cái này là lạ, mẹ thích thú, mẹ ăn đấy hầu ạ. Bây giờ nhá, em sẽ về gọi mẹ ra đây để mẹ cùng bọn mình thưởng thức cái món mì trôi nổi tiếng của Nhật Bản này. Nhưng mà em sợ mẹ không ăn đấy. Mẹ ăn. Thế bây giờ để em về gọi nhá. Đúng rồi, em về gọi đi. Ok. Đấy, về gọi mẹ đi nhá. Đấy, thì các bạn ơi, hôm nay mình sẽ cho mẹ mình thưởng thức trải nghiệm cái món mì trôi nổi tiếng của Nhật Bản các bạn nhá. Đấy, cái hệ thống nước của mình các bạn nhìn này. Đấy, bên trên kia là em gái mình các bạn nhá. Đấy các bạn chưa? Em gái mình đang ở trên đấy các bạn ạ. Nước có thèm không? Có anh ơi. Tí nữa sẽ được ăn. Ok. Thả mì trôi đi để cho anh thưởng thức kia lên. Đấy các bạn ơi. Đâu mì trôi đâu? Đấy. Đấy các bạn nhìn chưa? Mì trôi các bạn nhìn này. Đấy, mời các bạn thưởng thức mì trôi mình nha. Wow. Ngon lắm các bạn. Đấy, mình đang chờ mẹ mình các bạn nhá. Đấy, ui ôi. Cái bên trên các bạn nhìn này. Cái vẫn còn nữa các bạn ơi. Mất rồi các bạn ạ. Ngon quá các bạn ơi. Đây các bạn nhìn này. Nước của mình này. Đấy, nước thạch các bạn nhá. Nước ở từ bình các bạn ạ. Đây nha. Đấy, mình trôi đang bị mắc ở đây các bạn ạ. Ngon. Mẹ mình nâu thế nhỉ các bạn nhỉ. Trứng cút các bạn ơi. Đấy, ôi ngon các bạn ạ. Mà các bạn nhá. Đâu rồi? Mẹ mình lâu đến nữa thật các bạn ạ. Đây đây đây. Ôi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ. Ra đây ăn, ra đây ăn, ăn này ngon lắm. Mì trôi, mì trôi. Ui ôi. Tim bắn nhiều rồi. Ôi. Này ăn nào được? Ăn nào được? Không em ăn đâu, ăn nào đi gần khách nha. Làm sao mà đi gần khách được mẹ? Ăn mì này nó lạnh. Đâu mẹ xem nào. Đâu? Có thấy sợi mì nào đâu? Mì! Mì trôi! Mì trôi! Đấy! À! Đấy. Ở kia gì? Đúng rồi! Đấy lương! Đấy! Mẹ ơi đây này! Mẹ nhìn này! Đấy! Wow! Không ơi! Lần nghiệp không ăn đâu! Mẹ ăn nha! Để con lại ban cho mẹ nha! Ăn phải lạnh bụng! Nó lạnh bụng! Nó có nước ở đây! Lạnh bụng làm sao được mẹ ơi! Đây là toàn là nước sạch đấy mẹ ạ! À nước sạch gì? Đúng rồi! Đây là món ăn nổi tiếng của Nhật Bản đấy mẹ ạ! Thế mẹ tiếng Nhật Bản nó nổi tiếng là cá sushi, cá hồi ấy. Nó còn những cả món khác nữa mẹ ơi. Đúng rồi. Món này. À, đây đây đây, con bắt mẹ nhá. À thế. Mẹ ơi, mẹ cứ ăn thử đi cho nó biết nhờ. Đây. Thế thế con ơi. Đấy ui chết rồi. Từ đấy là lớp bao nhiêu rồi. Là đặc sản của Hàn Quốc à? Ừ. Thế 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 nước kia là nước sạch chứ gì? Đúng rồi, đúng rồi. À. Đấy. Cho mẹ miếng. Đấy từ từ. Đây đây đây. Ui. Đây mẹ, đây mẹ, đây mẹ. Bát ở đây à? Đây bát đũa mẹ đây. Nước chấm. Đây mẹ này. Đấy. Con để vào đây. Xịn luôn. Trứng. Đâu rồi, ngồi ghế mẹ ơi. Trứng ngồi ghế mẹ ơi, ngồi ghế này. Ngồi ghế này. Đấy.
Cậu lấy cái đấy đi. Quả trứng. Đấy. Ôi, ăn như này mới vui mẹ ạ. Con ăn. Đấy mẹ ơi, mẹ ăn mì trôi kiểu này bao giờ chưa? Con này ngon lắm. Ngon không? Đấy, đây các bạn nhìn này. Ngon đấy. Ôi, sao con ăn được miếng nào nhỉ? Ngon mà bạn. Không ạ. Con xúc xích con cũng nấu chín rồi hả? Đúng không? Ngon. Các bạn ơi, mình ở đuôi không được miếng nào các bạn ạ. Ăn đi. Ăn bà. Ngon mẹ ơi. Ngon. Đấy, các bạn ơi. Các bạn, mì tô này hay lắm. Wow. Các bạn ơi. Đấy, anh em nhìn chưa? Đấy. Tiếp rồi. Con. Từ từ mẹ ơi. Đấy. Còn viên nữa con đây. Đấy còn viên nữa các bạn nhìn này. Đấy, cái viên chia này. Đấy mẹ ơi, mẹ ăn mì tô này bao giờ chưa? Mẹ chưa. Đấy đương nhiên mẹ chưa ăn rồi. Đây ơi. Ôi, nó rơi mất mẹ ơi. Đấy. Ngon không các bạn ơi, nhìn này. Wow. Các cháu ơi. Wow các bạn ơi. Ngon không các bạn ơi? Đấy các bạn nhìn này. Đấy. Đấy ui. Mẹ ơi, mì mì mẹ ơi. Nó rớt mẹ ạ. Đấy. Mẹ ơi. Hả? Mẹ ăn mì trôi kiểu dạng này bao giờ chưa? Chưa mẹ chưa. Đấy. Con ơi. Sao mẹ? Cái món ăn mì này là nổi tiếng của Nhật Bản phải không? Đúng rồi. Nó lạ mẹ. Ừ, mẹ thấy nó lạ. Ăn này hay phết mẹ nhờ. Mẹ hay. Mát. Mát ruột. Ôi. Cậu tham ăn thế. Đấy các bạn này. Đừng có tí các bạn ạ. Đấy hết mồm các bạn ạ. Ngon. Ngon các bạn. Ô có bò lông rồi. Ô ngon mẹ ơi. Ô đấy mẹ ơi, ăn kiểu dạng này nó hay không mẹ? Nó hay mà nó mát. Đấy. Ngon đấy. Con cũng làm nhiều về mì trôi rồi nhưng mà con chưa thấy mẹ ăn bao giờ mẹ ạ. Đấy hôm nay con cho mẹ thưởng thức, mẹ thấy hay không? Hay. Ngon mà các bạn ạ. Đấy, tiếp ở đây em ơi. Bỏ không? Mát. Tiếp nào. Con thả hơi chậm. Ôi trời ơi. Úi giời ơi, chạy làm sao? Đấy các bạn nhìn này. Ngon không các bạn ơi? Đấy, nước nó chảy dí rách các bạn ạ. Con ơi. Được quả trứng. Ngon lắm các bạn ạ. Mình được bao nhiêu các bạn này? Xúc xích hồ lô các bạn thấy chưa? À, cứng à, cúc. Kìa. Đây mẹ ơi. Ngon, xúc xích hồ lô ngon. Quá ngon luôn các bạn ơi. Nhìn này. Đâu rồi? Con ơi. Không mà. Ăn cái ăn mì kiểu này mẹ thấy ăn mì nó mát mát. Đúng rồi mà. Mát. Đương nhiên dễ. Con nhìn. Mát rồi con ạ, mát ngon. Hay được miếng hồ lô rồi các bạn này. Ngon nhất cái xúc xích này luôn các bạn ạ. Ngon. Đấy các bạn ơi, ăn kiểu này nó mát mát mẹ nhờ. Đấy. Đấy ui mẹ ơi. Ôi giời ơi, mẹ mình cũng nhanh phết đấy các bạn ạ, đừng có đùa. Đấy. Con ạ. Mẹ ăn cái kiểu như này mẹ cảm thấy nó mát lắm. Đúng rồi. Ê, hôm nay tiết trời nó cũng lắm. Rồi. Đấy. Hơi lâu các bạn nhỉ? Hơi chậm. Trứng cút đâu hết rồi. Đấy. Ui, xúc xích hồ lô các bạn này. Đấy ngon quá mẹ ơi. Ui, đấy mẹ ơi. Ui nhiều quá mẹ ơi. Đấy, không nhanh là mất các bạn ạ. Lúc thì nhiều quá, lúc thì liên tục này các bạn này. Đấy. Ngon. Gọi là có hải em mì nha. Đấy, cá bên kia mà. Ôi, chết. Ngon không? Ôi. Ôi.
vui, ăn kiểu này cũng vui các bạn ạ. Nó kiểu dạng đồ ăn nó cứ chạy chạy chạy, mình phải đuổi ấy các bạn. Đúng rồi. Mẹ mình cứ ô ô ô ô các bạn ạ, vẫn buồn cười. Con nhanh lắm. Đấy. Cái này phải nhanh các bạn ạ, không quá là nó sẽ trôi mất. Màu cam. Màu cam. Đấy. Úi giời ơi, trên màu trắng các bạn này. Đấy, úi giời ơi. Đấy, thả tiếp đi em ơi. Đấy, ăn này hay thú vị các bạn nhờ. Con ơi. Chào mẹ. Có khả năng là mẹ cũng cần lo rồi đấy. Mẹ lo chưa? Lo rồi. Ôi, đấy, thế bây giờ cho chuẩn. Lương xuống ăn mẹ nhờ. Cho Lương, cho con có. Ông Lương Lương lại ghen tị không được ăn bạn nhá. Con lên cho em xuống ăn đi. Thôi. Lương ơi, xuống đi. Vâng. Để mình cho em gái mình ăn các bạn ạ. Đúng rồi. Ăn ơi, cho em gái mình xuống rồi các bạn nha. Các bạn ơi. Đấy. Mình ngồi trên kia. Mệt ơi là mệt các bạn. Thôi mình chơi. Giờ là. Ai ơi, nhường em. Ai nhường em, không được cái khó đi. Ăn đi, ăn đi. Con ơi, đây. Bạn ơi, mình cắt cho Lương nha. Đấy. Ôi các bạn ơi. Mày đây ơi. Con ơi. Ui. Ôi trời ơi. Mẹ ăn đi. Đấy. Lương ăn đi. Các bạn ơi. Lương các bạn ạ. Ăn ít các bạn nhá. Cho nên là lại mình cắt cho Lương ăn các bạn ạ. Thôi wow. Mì xôi cho Lương ăn đi. Mì xôi con ơi. Đấy. Ừ. Rồi còn topping thôi, hết mì rồi. Hết mì rồi à? Hết mì rồi á? Thả từ từ thôi. Thả từ từ thôi con ơi. Đấy, từng lắm một ai mà gắp được các bạn nhờ. Đấy. Chấm ngon lắm các bạn. Kì con ơi. Quá ngon. Ơi em gái ơi. Ôi mát rồi các bạn ơi. Bao nhiêu mì trôi còn là mình cho nhiều hết cho em gái các bạn nhá. Đấy. Thì các bạn ơi, chắc clip của mình là dừng lại tại đây các bạn ạ. Đấy, thì hôm nay là thực tế là mình cho mẹ mình trải nghiệm cái món mì trôi. Mẹ ăn mẹ trải nghiệm thế nào? Mẹ cảm nhận là ăn nó mát này. Nó mát. Nó lại ngon này. Nó lạ. Nó lạ, nó tuyệt vời. Nó mát, nó vui đúng không? Đấy. Thì các bạn ơi, các bạn đến video này của mình hay like và chia sẻ với đồng hồ mình nha. Còn bây giờ xin chào tất cả mọi người trong clip tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.